Thôi hụt mẹ rồi. Đúng mẹ mày rồi. Lại hụt. Hụt nữa. Trời ơi. Ao FP. Rờ toàn hụt em ao quần què. Tôi có nói với anh em là mẹ rờ của tôi không phải rờ định hướng, mà nó là rờ chỉ chọn. Mà tôi chưa nói cái hết cái vế chỉ chọn anh em được không? XSP bảo kê đi. FP bảo kê á? Không bảo kê. Thân thằng nào thằng đấy lo. Bảo kê. Cái R chắc hay chúng mà chúng mắt viewer. Yên tâm, R của em Tuấn là R chỉ chọn mà. Có phải R định hướng đâu mà hụt. Không hụt được đâu. Ta sẽ lên thần kiếm. Sao? Chỉ 20 đồng. Mẹ mày kiếm tiền. Ra điểm để kiếm tiền. Đủ đấy. Thời điểm để kiếm tiền đây rồi. Nãy giờ. Sợ, đơn giản chưa? Đi bộ vô có mạng. Good job. Con mẹ mày. Nãy giờ quên không tay. Hai mạng game Tuấn à, đơn giản đấy nhở. Nice. Ai em có chi nó bạn ưa. Rồi chỉ chọn này. Thôi hụt mẹ rồi. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Đéo gì thế mạnh vậy? Gạ cái chết luôn mà. Gạ cái chết luôn. Bằng. Đòi đánh người. Trời ơi, toàn hụt nhỉ? Ta chỉ chọn mà ta. Ôi. R tiếp theo này của em Tuấn chắc chắn trúng này. Hứa đảm bảo. Đúng rồi. Đúng mẹ mày rồi. Lại hụt. Rồi cái đéo gì tên nhỉ? Vẫn chết nhỉ.
Ai? Ai đi đánh hay quá. Mẹ mồi ai đi 8-0. Ôi ôi FP chúa. Hụt nữa. Là chỉ chọn mà hơi lạ ta. Chỉ chọn cái gì đấy nhở? Chỉ chọn chỗ không có người à? Ai ôi. Chết luôn mà. Lại đéo trúng ai chăng? Không, trúng rồi. Đéo trúng ai nữa. Chỉ chọn chỗ không có người. Chạy đi. Trời ơi, FP mẹ mày. Trời ơi, tôi hack não, tôi tính là nó flash nó trúng vẫn trúng à. vẫn trúng là được. Trúng lần nào ấy đéo biết. Này tôi là trúng nữa này. Trúng. Đéo trúng ai nhỉ? Ai? Trời ơi. Vẫn trúng. Vẫn trúng là được đúng không? Quan trọng là trúng thôi. Ô, trúng người rồi. Ui giời ơi. Giờ chỉ chọn. Mày mày. Chỉ chọn những chỗ không người thôi. Lại trúng cho mà coi. Đéo trúng nhờ. Sao người thế được nhờ. Trúng. Đây tu nè. Để bắn này. Giá được chưa. Ao FP. R toàn hụt ao ao quần què. Tôi có nói với anh em là mẹ R của tôi không phải R định hướng, mà nó là R chỉ chọn. Mà tôi chưa nói cái hết cái vế chỉ chọn. Anh em hiểu không? Nó chỉ chọn những chỗ không có người thôi. R của tôi nó thế. Nội tại ẩn cứ combat là R hụt. Đấy. Chỉ chọn những chỗ không có người.